Xin chào mọi người. Chào mừng đến với thành phố xe tải, nơi mà các xe tải đang xây dựng một công viên thật đáng kinh ngạc. Hôm nay, chúng ta sẽ xây một nhà banh thật là lớn. Nhưng chúng ta cần phương tiện nào đây? Hãy mở cửa gara nào. Ồ, hình như là một chiếc xe ben. Mang nó ra thôi. Nó sẽ giúp chúng ta mang tất cả banh tới nhà banh. Nhưng banh ở chỗ nào vậy? Oh, nhìn kìa, chúng rơi từ trên trời xuống. Và rất là nhiều banh. Nhìn kìa, xe ben giờ đầy rồi. Giờ chúng ta có thể tới nhà banh. Đi thôi. Những bộ phận của nhà banh hiện đang nằm ở ngay công viên giải trí, nhưng chưa được ráp lại. Chúng ta sẽ ráp chúng lại với nhau. Tới nơi rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu bơm hơi cho nhà banh để có thể đổ những quả banh vào đó. Tiếp theo, chúng ta sẽ đặt một máng trượt vào. Đầu tiên, chúng ta lắp ráp phần chính trước. Tiếp theo là cầu thang để dẫn lên máng trượt. Và cuối cùng là thành máng trượt để không ai bị rơi ra ngoài. Xong rồi, máng trượt đã hoàn thành. Việc cuối cùng chính là đổ đầy những quả banh vào trong đó. Để làm điều này, xe ben sẽ mở cánh cửa sau để những quả banh rơi xuống. Như vậy đó. Bắt đầu nào. Wow, có rất là nhiều banh. Và đầy đủ sắc màu. Chỉ cần một ít banh nữa thôi. Xong rồi. Nhà banh giờ đã đầy banh. Và chúng ta chơi thử nhé. Bắt đầu nào. Hãy leo lên cầu thang. Được rồi. Hãy cẩn thận. Sẵn sàng chưa? Đi nào. Tuyệt vời. Thật là đã. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu tới tại thành phố xe tải. Hãy nhấn theo dõi hoặc nhấp vào đây nếu các bạn muốn xem tiếp những đoạn phim hấp dẫn khác.